Xin chào mọi người nhé, hôm nay mình tiếp tục lại gửi cái máy tời hai nhông này đi cho anh Trần Văn Khiêm này. Địa chỉ là D10 tổ 1 ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại đây nhé, máy tời hai nhông. Giờ mình sẽ test máy và xong rồi gửi đi cho anh này nhé. Tời này là máy tời có phanh và có ngắt này. Đây, cái này là phanh của nó này. Đây là phanh nhá. Bên này là ngắt này. Ngắt này. Đó, đây là cái ngắt nó này. Khi mọi người ngắt như này thì nó kéo cáp nó dễ này. Đó. Rồi. Đây, động cơ thì động cơ zin của nó, quên, động cơ này là động cơ đã làm lại rồi nhá, ngon lành rồi. Đấy. Sắt thì rất là chắc chắn. Rồi, giờ mình đã khởi động máy này. Đầu tiên là bật công tắc lên nhá, bật công tắc sang bên nút đen này này. Đó, và giờ bước thứ hai là nếu mà sáng ra mà nó khó nổ ấy thì mọi người kéo le lên một tí. Kéo le lên đạp nhá, giữ le này đạp đạp nổ lên cái là bỏ le ra. Để nó bơm xăng lên mà, cái kéo le ở bơm xăng lên bùng đốt. Rồi, ok, đạp. Về mọi người cha mỡ hết vào những cái bánh răng này nhá, và